Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ đến bạn đoạn video thứ 18. Cái đoạn video này nói về cái gì ạ? Làm sao để bạn lan tỏa cái lĩnh vực kinh doanh của mình cho nhiều người biết. Cái cách nào đây? Mình làm kinh doanh thì một trong những cách là phải gì ạ? Phải liên tục cho nhiều người biết. Họ không biết đến bạn, họ không biết sản phẩm của bạn, họ không biết lĩnh vực bạn làm, thì chắc chắn rất là khó để chúng ta có khách hàng. Vậy thì mình sẽ chia sẻ bạn 5 điều sau. Bạn cần lưu ý 5 điều sau dành cho những người mới bắt đầu ra kinh doanh, những người muốn lập nghiệp và khởi nghiệp. Điều thứ nhất, sau khi đã hoàn tất sản phẩm rồi, xong rồi á, hoặc là bạn đã hoàn tất cái kế hoạch kinh doanh rồi á, thì thứ nhất bạn phải xây dựng cho mình một trang web. Ít nhất là một trang web. Xây dựng cho mình một trang web. Dù bạn kinh doanh theo kiểu truyền thống hay kinh doanh online, hay bạn có một cái kinh doanh trên trang thương mại điện tử, thì bạn cũng phải có cho mình một cái trang web. Cái trang web nó như là bộ mặt của lĩnh vực kinh doanh của bạn vậy, nó như là bộ mặt của doanh nghiệp của bạn vậy. Để gì Để khách hàng họ ghé thăm, họ tìm hiểu những cái thông tin. Cái trang web là một cái nơi rất là tuyệt vời mà bạn đưa những cái thông tin về sản xuất ở trên đó, thông tin về sản phẩm, những lợi ích, những cái điều kiện tuyệt vời mà cái sản phẩm của bạn có được, cũng như những cái hoạt động của bạn, hoạt động về sản xuất, cũng như là về cái hoạt động về mua bán, cũng như là các cái bằng chứng về khách hàng. Và chỉ có trang web chúng ta mới làm cái việc này được. Nếu mà ngày nay mà thiếu cái trang web này là chúng ta rất là khó để gì ạ? Để mọi người biết rõ về mình hơn. Họ gặp bạn họ mới biết thì như thế nào. Cái thời gian nó rất là hạn hẹp. Tiếp theo là bạn gì ạ? Bạn phải biết lan tỏa lĩnh vực kinh doanh của mình qua người thân, qua bạn bè, qua hàng xóm, những người chúng ta quen biết. Cái quảng cáo miệng truyền miệng là nó rất là hiệu quả mà. Một người bạn của bạn họ sẽ nói với một người bạn khác rằng là nơi bạn có bán hoa lan rất là đẹp, hoặc một người bạn khác họ lại nói bạn kinh doanh hải sản, bạn bán những loại hải sản rất là đặc biệt, rất là thơm ngon. Bạn phải lan tỏa, cái đó là trách nhiệm của các bạn để cho nhiều người biết. Hoặc là bạn kinh doanh bơ hoặc là kem bơ thì bạn cũng phải nói cho những người gì những người xung quanh bạn, người thân nè, bạn học đại học nè, bạn làm chung công ty trước đây nè, những người xung quanh của chúng ta, ai mà gặp bạn đều phải nói cho họ biết để như thế nào họ miệng truyền miệng. Miệng truyền miệng. Tiếp theo là như thế nào ngày nay có mạng xã hội đúng không bạn phải thường xuyên gì thường xuyên phải xuất hiện trên Facebook, trên Zalo, trên YouTube, chắc chắn rất là nhiều người họ đến đó, và những trang mạng xã hội khác nữa, để gì để nhiều người họ nhìn thấy được bạn và họ biết về bạn, để gì để tất cả mọi người đó họ biết bạn đang có một cái giải pháp, bạn đang có một cái sản phẩm, bạn đang có một cái cách thức nó rất là tuyệt vời mà khách hàng họ tò mò, họ cần muốn phải trải nghiệm cái việc đó. Ok không Đó là chúng ta cần phải lan tỏa nó ra bằng cách chúng ta xây dựng cho mình một cái trang web nó như vậy. Tiếp theo là bạn làm cái gì Bạn cần tìm cho mình một cái người thiết kế đẹp, một người thiết kế đẹp, một người thiết kế chuyên nghiệp đẹp, dân thiết kế chuyên nghiệp. Để làm gì Các bạn làm cho mình một cái bộ nhận diện thương hiệu, trông nó bảnh bao, trông nó đơn giản, trông nó dễ nhìn, trông nó chỉnh chu. Nói chung là đẹp. Bạn phải thiết kế một cái nem cạc đẹp, nem cạc nó cũng phải đẹp, thiết kế brochure, tờ rơi đẹp. Các doanh nghiệp lớn thì người ta luôn tập trung vào này, nhưng những cái người khởi nghiệp thì gần như là các bạn quên mất cái việc này. Các bạn nên nhớ là bạn thấy cái gì đẹp bạn thích mua không? Thích mua mà. Bạn thấy một cái sản phẩm đẹp bạn cũng thích mua mà. Bạn vào một cái quán ăn mà bạn thấy cái quán ăn đó nó trang trí đẹp, bạn cũng thích cái quán đó hơn mà. Chính bạn cũng vậy thôi. Đó là chúng ta thiết kế phong bì thư, thiết kế bảng hiệu, áo đồng phục và trang trí văn phòng nơi làm việc của mình nó đẹp, rồi bao bì, rồi nhãn mác,
tất cả những gì trong cái khả năng của bạn mà khách hàng họ đập vào mắt, họ thấy được, thì bạn cần dùng thiết kế của người thiết kế chuyên nghiệp để làm cái việc này. Thậm chí bạn trang trí bàn ghế nơi ngồi làm việc hoặc là cái quán ăn cũng vậy, bạn cũng phải trang trí. Nói chung là bạn phải nhìn bối cảnh hết, nó phải đẹp, hoặc là trang trí cây cảnh vô, trang trí nuôi cá đồ vô, ok không ạ? Cho nó bảnh bao nó đẹp ra. Cái thứ ba là bạn cần phải phát triển cái khả năng bán hàng trong cái con người của bạn. Mình gặp nhiều bạn trẻ ra muốn ra khởi nghiệp nhưng mà cái khả năng bán hàng nó yếu quá và không dám bán hàng, thì không hiểu làm sao bạn khởi nghiệp được nhỉ? Làm sao bạn khởi nghiệp? Bạn rất tin vào sản phẩm của bạn làm ra, bạn rất tin vào dịch vụ của bạn làm ra. Đó là bởi là bạn tin thôi. Cái một điều khác là bạn phải làm cho người khác họ tin vào sản phẩm và dịch vụ của bạn giống như bạn tin đó. Chứ còn bạn cứ tin nó tốt không là nó không có đủ. Mà muốn làm được cái việc đó thì bạn phải có khả năng, phải có khả năng nói chuyện, phải có khả năng thuyết phục, phải có cái khả năng chào hàng, phải liên tục đi gặp người lạ, phải biết tư vấn một cách bài bản, logic để khách hàng cảm giác nó rất là thu hút, phải biết xử lý những từ chối của khách hàng. Và khi bạn gặp người lạ mà bạn ngại, bạn e dè, bạn rụt rè, thì cái điều đó nó đang nói lên cái gì ạ? Nó đang nói lên là bạn cần phải vượt ra qua chính mình, bạn cần phải luyện kỹ năng này nữa, phải luyện nhiều 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 nữa. Bạn nhận ra điều này chưa? Chứ không phải là bạn không bán hàng được, mà nó đang nói lên là bạn cần phải vượt qua chính mình, bạn phải luyện nhiều vô. Và bạn phải luyện cái cách nói chuyện nó rất là hấp dẫn, để khách hàng thấy rằng ồ, cái sản phẩm bạn nó rất là giá trị, và khách hàng cảm nhận ra được rằng ồ, có rất là nhiều người bán, nhưng đây là một cái nơi mà ta cần phải lựa chọn để chúng ta mua hàng. Các bạn nhận ra cái điểm thứ ba này rồi đúng không? Mình tin rằng là sau khi xem đoạn video này là các bạn sẽ điều chỉnh cái con người của mình. Cái điều thứ tư là dành thời gian để chúng ta xây dựng các mối quan hệ của mình. Mối quan hệ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Mình quen với bạn thì bạn rất là dễ dàng ủng hộ mua sản phẩm của mình. Nếu mà mình với bạn lạ quá thì sao ạ? Sẽ rất là khó để chúng ta thuyết phục người đó, nên phải dành thời gian cho việc này. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có hai hình thức thôi, online và offline. Chúng ta dành thời gian để xây dựng các mối quan hệ trên online thông qua Facebook, các bạn thấy không? Chúng ta kết nối bạn bè từ vùng gần cho tới vùng xa, kể cả ở nước ngoài, nó rất là dễ. Thông qua gì ạ? Thông qua cái kênh YouTube, các bạn thấy không ạ? Để chúng ta cũng dễ luôn. Thông qua cái kênh Zalo, hàng ngày các bạn post bài, các bạn nói chuyện, các bạn comment, các bạn livestream để người ta chú ý đến bạn, rồi người ta quan tâm đến bạn, rồi người ta thích thú bạn, rồi người ta trở thành bạn của bạn. Và khi mà đã trở thành mối quan hệ thì mua bán kinh doanh làm ăn nó đơn giản và nó dễ dàng hơn. Hoặc là thông qua các offline là bạn phải thường xuyên dành thời gian đi các cái hội nhóm, đi các cái nơi này để kết nối, đi nơi kia để kết nối, thời gian vào trong cái lớp học, đi các lớp học cũng là nơi mà các bạn kết nối, đi tham gia các cái cộng đồng, rất là nhiều cộng đồng nó có data khách hàng của mình. Và khi đi gặp những con người đó, bạn phải nói chuyện với họ sâu hơn, hỏi họ sâu hơn, kết tình bạn thân, lấy thông tin liên lạc, rồi về chúng ta lại kết nối lên online. Đó là một cái quy trình khép kín từ online xuống offline và từ offline lên online. Phải dành thời gian đi xây dựng mối quan hệ cho mình. Bạn có sẵn sàng đi tham dự xây dựng mối quan hệ cho mình không? Bạn có tin rằng là mối quan hệ càng nhiều thì chúng ta làm ăn nó dễ hơn không? Chắc chắn là có. Và cái điều thứ năm là chúng ta phải tiếp thị và phân phối sản phẩm của mình. Phải biết cách tiếp thị và phân phối sản phẩm của mình. Sản phẩm và dịch vụ của bạn, bạn đã nghiên cứu hoàn thiện rồi, thì bước tiếp theo là không phải là ngồi đó chờ khách hàng tới, mà bạn phải liên tục chào hàng, phải liên tục mời gọi nhiều người, bạn phải liên tục boost sale, bạn phải liên tục kêu gọi mọi người để mọi người tới, mời mọi người tới để mọi người xem, và các bạn phải biết những cái phương pháp chốt sale để làm sao cho khách hàng mua. Vậy thì các bạn nên nhớ là bạn phải chuẩn bị hình ảnh, hình ảnh
đẹp thiết kế trước, bạn phải chuẩn bị mẫu mã hàng hóa, hoặc là các bạn phải chuẩn bị hàng mẫu trước trước 2 tháng. Các bạn nên nhớ là trước 2 tháng mà cái ngày bạn chào hàng, bởi vì chúng ta phải chào trước, bạn phải chào trước đó 2 tháng, không phải là cái ngày sản phẩm ra hoàn thiện rồi chúng ta mới chào hàng đâu. Các bạn thấy là giống như cái quyển sách của mình, các bạn nào theo dõi Facebook mình lâu nay, các bạn thấy cái quyển sách của mình đó các bạn không ạ? Thì trước đó vài tháng là mình đã bung ra rồi, là mình nói là mình chuẩn bị ra cái quyển sách rồi. Sau đó như thế nào là mình mới bung ra những cái bản thiết kế của mình, gọi là để cho mọi người gieo vào phía bên trong mọi người trước. Hoặc là con gái Bambi của mình đó đúng không, mới có 7 tuổi và con đang viết viết sách đó, thì rồi mình cũng bung thông tin lên cho các bạn để các bạn biết. Và trong cái quỹ thời gian vừa qua mà có dịp gặp các bạn thì các bạn đều biết hết, các bạn nói là ồ, Bambi giỏi quá, con ra sách đi, cô sẽ mua cho con 2 cuốn, 3 cuốn, 5 cuốn. Các bạn hình dung chưa, phải thông báo trước, phải loan báo trước 2 tháng để cho nhiều người biết. Rồi bạn phải biết cách như có hàng mẫu như vậy, có hình ảnh để các bạn chốt sale trước, bạn gọi, người ta gọi là bán trước, tiếng Anh nó gọi là resell. Bán trước đi, bán trước những cái đơn hàng để chúng ta đặt cọc. Các bạn thấy như Apple, công ty Apple, các bạn thấy nó ra cái iPhone thì cái ngày đó nó ra cái hàng mẫu, 1 2 cái mẫu thôi, rồi nó chào mọi người đặt cọc hết rồi, 2 tháng sau nó mới như thế nào nó mới giao hàng trực tiếp, hàng mới chính thức tới. Rồi trong thời gian này thì cái web của bạn này, cái Facebook của bạn này, cái YouTube của bạn này, nó đảm bảo nó phải vận hành ngọt và trơn tru trước 2 tháng ngày sản phẩm chúng ta bắt đầu chính thức giới thiệu ra. Bạn nhận ra điều này rồi, nghĩa là web phải hoàn thiện trước, Facebook phải ngọt trước, hoạt động ngọt trước, YouTube cũng phải vận hành ngọt trước, tất cả mọi thứ phải đầy đủ trước trước ngày 2 tháng chúng ta khai trương. Và nếu mà bạn là nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm dịch vụ thì bạn phải gì ạ? Bạn phải bảo đảm tết cái sản phẩm của mình nó ngọt, nó làm đi làm lại trước đó nhiều lần rồi, và cái ngày khai trương, cái ngày này, ngày mà bán á, là không còn phải mà bị lỗi nữa, ngày bán là ngày phải mà làm rất là ngọt rồi. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với bạn năm năm điều mà chúng ta cần phải làm để chúng ta lan tỏa dịch vụ sản phẩm của ta cho nhiều người biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy đăng ký vào cái kênh của mình và theo dõi đoạn video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.